Yo, what's up các bạn, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng Mê Game. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chặng đường ARK SE cùng với đồng bọn. Thì hiện tại mình đang bị chiếm đóng bởi một con Raptor. Mình tính bấm quay, tự nhiên một con Raptor ở đâu xuất hiện và nó phá nhà mình hết. Và cái con cuối cùng là con heo. Liệu con heo liệu con heo hết liệu rồi. Con heo đã hết liệu rồi. Cay tê nhờ. Và ok, thì bỏ con Raptor qua một bên đi, chắc là nó cũng không phá nhà mình gì đâu. Thì nói về tập trước một tí, đó là tập trước mình đã đi tem được 3 em Arantavich, chết 1 em Arantavich, và đi tem rất là nhiều con thú, nào là Sabertooth nè, nào là Raptor nè, nào là mấy cái con Terrabird nè. Và như hồi nãy các bạn đã thấy, sau này mình mạnh lên thì lần cái con đầu tiên mình giết đó là cái con Raptor. Và hiện tại là nó đang chiếm đóng cái nhà mình đây. Nó đang rất là đồ sát cái nhà mình luôn. Và mong là nó sẽ đụng chạm tới anh khỉ của chúng ta. Anh khỉ của chúng ta ở tập trước là mình có nói là nó sẽ không đánh mình. Đấy, nó sẽ không target mình bất kỳ cái gì cả, trừ khi mình đánh nó thôi. Thì đấy, thì ở tập trước mình mục tiêu mình đặt ra đó là lên level bằng cách là chạy vào phía sau nhà mình đó, cái chỗ này nè, sẽ có một cái hòm đồ bí ẩn đó, mình mở cái nó ra thì mình sẽ được hiệu ứng nâng kinh nghiệm, và đồng thời á, là mình sẽ thêm cái con Raptor để đi farm kinh nghiệm cho mình từ 27 level lên tới tận 30 mấy level, cũng là một cái gọi là thành công nhất định rồi. Thì nhưng mà tập trước xui một cái là chúng ta không thấy bờ te, thì mình đang có muốn một cái con bye bye mà mình thấy Arantavich. Arantavich là một con mà tem thì khá là dễ, nhưng mà sao ta? Nhưng mà mình không có thể làm đồ cưỡi. Bây giờ mình có thể tem được rất là nhiều con, nhưng mà chúng ta không thể đủ level để làm đồ cưỡi cho tụi nó. Đó, cho nên lý do đó mình vẫn yếu tới bây giờ. Cái đường level mình hơi yếu ha. Và đây, quá trời đồ mà mình đã bị mất này. Và hiện tại là trên người mình có 2 cái vật phẩm mà có thể đánh ra turbo, đó là cây chĩa và con dao. Là tập trước mình có lượm cái rớp á các bạn, lượm cái rớp màu trắng thì nó sẽ ra con dao rất là xịn sò. Đó, chỉ là sạc sạc một cái là một con xỉu, không đam luôn nha. Và tập này thì mình sẽ đi tem một con bờ te, và mình theo tình báo mà thằng Phát với thằng Tài nó chơi nhiều mà báo cho mình biết là ở khu vực núi sau nhà mình có một con bờ te, và như các bạn đã thấy, mình đã thấy được một con bờ te rồi. Và làm sao lên được núi đó là một chuyện. Mình tính là tập này vừa bấm quay là mình lấy Raptor là chuẩn bị đầy đủ là chúng ta có thể đi được rồi. Nhưng mà rất tiếc. Mình rất tốt nhưng Raptor nó rất tiếc. Ok, và bây giờ mình tìm cách mình lên núi bằng cách nghỉ mệt tí, ăn uống đồ vô, và bờ te nó hướng này và mong là nó sẽ đáp xuống. Mấy con bờ te đậu vách núi thì cái khả năng mà đáp xuống của nó rất là hiếm. Đó, và các bạn có nhớ được cái tập 1, tập 2 gì hay không? Mình có phát hiện ra một cái xác của con bờ te nào chết ngay nhà mình, và mình lấy đồ cưỡi đó. Và bây giờ mình cũng có thể chế đồ cưỡi của con bờ te được. Và cái xác đó là đúng ngay cái xác của thằng Phát, nó bị văng ra khỏi server đó các bạn. Đó, cái con Manticore đang dí nó luôn. Hình như là Manticore dí nó chứ không phải là nó văng ra khỏi server. Manticore dí nó và nó chết trên chim luôn. Mình mới thấy con chim rơi đúng nhà mình và mình lụm thôi. Mình thấy con chim chết thì mình lụm thôi. Vâng. Má phải chỉ con dao này mà phóng được ha. Má mà con này không biết bao nhiêu level. Mình phải chém nó thật là nhanh thôi. Rồi. Ôi giời. Mình hối rồi, tập này chúng ta đổi đời, thấy chưa? Chúng ta phải hy sinh tất cả các con thú chúng ta có để đổi lấy được con bờ té. Hy sinh, chấp nhận hy sinh tất cả bản thân mình luôn. Ừ đó, và bây giờ mình sắp chết tới nơi rồi nè. Nếu mà mình không tìm ra được cái nguồn nước là mình đi đấy, mà đi một soạn đấy. Lần này không có con bỏ nước nào hết trơn. Oh shit, đừng. Cái tính mình thì chạy nó hay nhảy, nó hơi lý lắc đó các bạn. Ui ra thác nữa hả? Thôi cất dao vô. Đấy, uống dầu được không ta? Uống dầu chết đó. Không được. Trong đây nó không có cho uống dầu ha. Đá lồi họng rồi. Mình xem coi gần đây có con bọ dầu nào hay không, bọ nước nào hay không. Bây giờ tôi đứng tôi chờ là tôi chết. Bây giờ mà tôi lết về nhà tôi uống nước cái tôi quay lại đây tôi lại khát nước. À, tôi có mấy cái túi da tôi có thể để dành được. Nhưng mà bây giờ mình cứ cắn cái này vô. Ôi trời ơi, Naco Berry lỡ. Ôi trời ơi, ăn 2-3 trái luôn kìa. Đi một sải rồi ông giáo à. Bây giờ ăn chỉ có nước là ăn cầm hơi thôi. Mình không có đem đồ cưỡi con bờ te. Bây giờ mình phải quay về nhà mình lấy đồ cưỡi con bờ te. Tại vì đồ cưỡi con bờ te mình nhớ là mình để ở trong một con thú nào đó đã chết. Đó, nhà mình ở đây. Mình quên làm cái dù nó chứ. Bây giờ té xuống thì có nước là lồi họng. Nhưng mà mình sẽ được reset điểm. Reset chỉ số kiểu như không có đói không có khát nữa. Để mình xem con Raptor nó có ở dưới hay không. Hiện tại là chưa thấy. Ôi má, Raptor nó vẫn đánh cái xác đó nữa. Bây giờ như thế nào đây ta? Khó cho tôi quá ta. Bây giờ tôi té xuống là tôi chết á. Chắc chắn. Rồi giật mình. Trời ơi, nó sợ chứ nọ mà ỉa cục cứt rớt xuống dưới. Con Raptor thấy là nó như chết. Tháo cái quần này ra. Ví dụ mà mình rớt dưới mình có sống á thì mình sẽ, con Raptor nó có quýnh mình á thì nó cũng không banh giác, các bạn hiểu không? Bây giờ bằng mọi cách mình phải dụ nó qua con khỉ. Hay cái đó chiêu, cái chiêu gọi là mượn gió bẻ măng. Bài học đó. Bây giờ các bạn coi kỹ năng của người pro player nè nó như thế nào nha. Kỹ năng của một người pro player. Các bạn coi nha, các bạn học hỏi trong cái điều kiện khắc nghiệt này, các bạn phải nên học hỏi. Kỹ năng của một người pro player nè. Tôi yếu quá mấy ông ơi. Tôi bị yếu. Kiểu như là lúc đó tôi cơ thể yếu rồi tôi không có nhúng qua khỏi cái người của con đó được, hiểu không? Tôi nhúng qua được là tôi đâu có chết. Tôi đang bị, tôi được bất tử mà, tôi đâu có sợ. Rồi, tới rồi. Đây nè. Chúng ta gọi cái chiêu mượn gió bẻ măng nè. Chết một lần cũng không sao. Đúng rồi. Quýnh. Đúng rồi. Quýnh đi. Đúng rồi, quýnh đi. Đấy, quýnh nó đi. Ừ đúng rồi, bây giờ nè. Mình đợi cho con Raptor nó chết là binh. Được chưa? Thấy cái chiến thuật tôi hay không? Trời ơi tôi nói rồi, tính toán. Đừng có gãi cái tay nữa. Đúng rồi. phải như thế. Đúng rồi quýnh đi. Ừ, chọi đá nó. Sao con này quýnh hình như không có đam đọt gì ta, phải không ta? Không lẽ con này quýnh ra poison? Nhìn xanh xanh là tôi thấy nghi nghi rồi. Ừ, giỡn rồi. Có con bọ nước nào uống đỡ đi. Quýnh lẹ, tao còn lấy cái túi đồ của tao, rồi sau đó tao còn lên tao đón bờ te của tao nữa. Ê, đừng lại nhà tao chứ. Cái đó là quýnh cái xác của tôi nữa kìa. Nhìn cái gì? Ăn hại. Cay thiệt chứ. Có đồ cưỡi trong đờ tê trong đây không? Ôi có. Ui, được rồi. Có chim là mình muốn bay đi đâu bay. Ủa? À, tôi chết ở đây hả? Ờ đúng rồi, nên tôi chết ở đây. Lấy đồ. Rồi. Cho mày quýnh tới tối luôn. Tao chạy. Tao đi lên tao lấy nước. Tao đi lên tao lấy nước làm sao? Ôi, ngon. Lại được, thôi. Da cắt lượng mà tư mà ý mình gộp lại cũng không bằng cái đầu mình mà. Nó đó gọi là chiến thuật. Hợp lý quá. Và bây giờ mình đón bà te mình về ha. Ngon. Có nước có nồi rồi, thoải mái lắm. Cứ chạy thôi, hạn chế nhảy. Bây giờ mình cũng nhớ đường rồi, mình nhớ mày đó các bạn. Các bạn thấy cái server, cái season này hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình hơn nha. Nửa cây uống nước. Lâu lâu tôi mới chơi cái kiểu như thế này thì cái kiểu như là không skip một tí nào, chứ không phải là không skip một tí nào, nhưng mà có skip mà một tí, một tí thôi đó, để cho anh em để cho các bạn trọn vẹn. Mình cũng quay với cái tần suất nhiều đó, cho nên là cũng không có edit video mà phải nói là chỉnh chu cũng như là hề hước đó, tại vì mình cũng không có mặn mòi gì mấy trong cái cách nói chuyện. Với edit thì nghĩ ra cái gì thì edit cái đó thôi. Đấy, quay chai hay gọi là quay chai đấy các bạn. Thì cũng mong anh em thông cảm và ủng hộ. Rồi ok, đứng đây nghỉ mệt một tí. Nằm là đẹp nhất, nằm là lên stamina cao nhất nữa, thấy không? Rồi ok, đi tiếp. Kìa, sao lại có Raptor ở đây? Cầm giáo lên mới được, cầm giáo lên chắc cú. Tôi nhớ. Raptor. Và một điều nữa có thể là anh em mấy này thắc mắc đó là tại sao mà mình chơi game mà kiểu như là hơi giả tạo, cái kiểu như cái cảm xúc như thế. Thì thứ nhất là mình là một con người khá là bình tĩnh, mình không có phản ứng quá mạnh với những cái tác động bên ngoài. Cái thứ hai đó là mình đang ở nhà trọ, bây giờ là buổi tối, cho nên là mình không phải như lúc trước như trên kênh Mê Game mà chúng ta có thể la làng la sớm, la hét một cách thoải mái được. Cho nên là mình đang cố gắng để nói vừa đủ, lâu lâu thì có lớn lên một tí, nhưng mà chứ không phải là cái cảm xúc kiểu như chơi game giả tạo, các bạn phải hiểu ha. Ok, đi kiếm con bò te mới thôi. Tới công chuyện thiệt chứ, nghe Tài nói là, nghe Tài với Phát nói là xung quanh thì núi nhiều te lắm cho nên mình mới đi vòng vòng nãy giờ nè để xem coi có lòi ra con thứ hai hay không. Mình theo như mình đánh giá cái vùng núi này khá là bình yên hơn so với những cái vùng núi kia. Vùng núi kia là nó có con này level bao nhiêu ta, không dám chọt gậy luôn á, chỉ chờ nó. Bây giờ là phải nhẫn nại thôi các bạn, không phải là há miệng chờ sung đâu mà phải nhẫn nại. Đây tôi biết không, tôi nhìn là tôi biết là nó đáp xuống là tôi chơi nó ba dao luôn, xỉu 3, 2, 1 xỉu. Lần này là không có cái gì khó khỏi bàn tay ta được. Có thịt đùi mình cũng chơi luôn mà mình không có thịt đùi mới cay chứ. Đằng kia có một con gấu là nguy hiểm. Oh, tôi nhớ rồi, lúc mà tôi chơi ở cái season 6 là cái season Scott Air cùng với những cái mod mi, thì khúc mà tôi bon ra là cái khúc này, và cái con Giga nó sẽ nằm xuất hiện ở đâu gần đây. Và ở chỗ này tôi đoán không lầm sẽ có một chỗ bí ẩn để nâng cái hiệu ứng XP của mình lên. Đó, thường mấy công trình này nó sẽ cất giấu những cái hiệu ứng bí ẩn đó. Ta xa có một cái rớp kìa. Cái rớp này thì nếu mà đi tới đó thì hơi bị liều. Tại vì mình muốn đứng đây và tận mắt chứng kiến con bờ te của mình tem được. Đấy. Con bờ te này sẽ đóng vai trò rất quan trọng nha các bạn. Rất quan trọng luôn. Để mình xem coi. À, những con vanilla ở trong đây. Hồi nãy mình có xem con Arantavich đó, là chúng ta không thể nào nâng cái điểm tốc độ bay của nó được, và con bờ te này cũng không ngoại lệ. Và nói chung những cái con mà vanilla ở trong cái map này không có thể bay được. Vanilla không phải mod nha. Nó không thể nâng điểm tốc độ bay được. Nó khá là khó, Cái này sẽ cho nó đói bụng phải không ta? Cho nó đói bụng nhanh. Đồng thời nó cũng sẽ mau tỉnh. Cái này có lọ tem hay không ta? Hình như mình nhớ là có lọ tem. Đây nè, stamina chứ không phải là tem. Tôi đoán cái bình này là bình tem mình. Nhưng mà để mình xem coi là nó có cái vật phẩm gì hả các bạn. Bionic keyboard nè. Keyboard này dùng để tem mấy con Bionic. Mấy tập trước mình có nói. Tiếp theo là HG2 step loot my pet. Chắc là loot my pet là cái túi đồ mà mình đã chết hả ta? Tôi đoán là như vậy. Rồi mấy cái này là mấy cái búp Raptor nè, để mình ráp nhanh nè. Cái giường HG nè, HG building á, nó cũng khá là tốt. Rồi mấy cái device floor stock là cái gọi là cái đuốc. Cái hạt giống này sau này rất là quan trọng. Gaia Evolved này là cái gì tôi chưa biết, nhưng mà nhìn nó giống như là cái xương rồng. Gaia Stone, wow, nhìn thấy đã các bạn. Trong đây có vài món đã lắm, sau này mình sẽ review hết cho các bạn, mình chơi từ từ mà mình đâu có gấp. Những lá cờ nè. Oxwarslat này là một YouTuber nổi tiếng ở nước ngoài. Mình đoán mấy cái này cũng là YouTuber nổi tiếng ở nước ngoài luôn. Metal World nè. Wow, mấy cái lọ thuốc này cũng ghê quá ha, nhiều lọ quá. Lesser ga narcotic nè, rồi hay, mấy cái này lại hay. Cái này là cái lò nung mới. Ôi nhiều đồ quá, giật mình. Mày làm tao hơi giật mình nha, level nhiêu? 340. Thôi không muốn tem, phiền lắm. Trong đây có một cái cục pick up. Pick up đây. Chắc là mình làm được. Mình có da không? Pick up mình có da, mình chơi luôn. Thiếu cái gì? Thiếp Flynn. Ôi dễ. À, có cục pick up nha các bạn. Không có cái đồ thu nhưng mà có cục pick up. Đồ thu thì chúng ta có thể xài mặc định là empty ray buff. Ủa, thiếu Flynn mà. Rồi ok, cục pick up đây. Ai. Một cục thôi là được rồi. Đó, đồng thời mình sẽ tem thêm con này nữa đi ha. Rồi ok bro. Ô, chạy à. Chạy với chúng tôi. Tôi xin lại cái giáo anh trai. Rồi xin lại nháo nha. Giời. Berry. Hết luôn. Em thoải mái. Rồi nó chứ mình sẽ đứng đây mình chờ đi. 35,5% rồi. Chờ thôi. Vô. Xong rồi. Và bây giờ thì thưởng thức thôi các bạn ạ. Thưởng thức thôi. Rồi cho nó vô đây. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cục pick up. Lâu quá rồi chúng ta không có xài mod pick up ha. Lâu quá rồi chứ. Thực sự mà nói là không xài miếng nào về pick up luôn á. Cái này vô cho đỡ khác không ta. Rồi cho uống miếng nước đi. Cho uống nước đi. Uống miếng nước. Rồi ok. Bỏ con này vô. Rồi sau đó chúng ta pick up. Ui giời. Ui giời. Yeah. Đầu cười đúng không? Đây. Ôi, mình cầm cái chọt luôn này các bạn. Nhìn ảo vãi. Nhìn ảo là ảo là. Con này dùng để làm cái gì? Con này không phải là dùng để đi ngao du. Tại vì con này không có nâng được speed. Nhưng mà ngao du cũng được. Tại vì con này tốc độ bay mình cảm thấy là như vậy là quá ok rồi. Cái thứ hai là con này dùng để vận chuyển đồ. Đó, không phải để farm level hay gì nha. Để vận chuyển đồ. Đang cho nó quay. Đúng không? Mình đang quay đúng không? Quay. Rồi giờ bắt đầu một kỷ nguyên mới. Thì tập này mình tính là ban đầu mình sẽ đi farm pate, sau đó là mình sẽ đi lượm rớp. Sau đó nữa mình sẽ không ở chỗ đó nữa, mình ở chỗ khác. Tất nhiên là trên đường đi thì mình sẽ thấy con nào mình sẽ chơi con đó thôi. Đơn giản mà. Có con sao bờ tút màu xanh kìa. Ôi con này sấy 600 mấy. Con thế nhọn. Con này stamina thì hơi bất ổn. Lấy 3 cái đi rồi. Dodoret thì chưa đủ trình để tem. Lên quay, mát quay luôn. Nâng cho mình tất nhiên là điều chỉnh nhiệt độ. Để mình giết con nào được không ta? Để mình xem nha. Máu của con này bao nhiêu vậy? 4.000 mấy cũng ok đó chứ. Giết con sao bờ tốt chắc được. Ôi ngon. Nó lại được. Ngon. Ôi trời ơi. Rồi. Lụm rớp thôi nè các bạn. Thì trên đường đi lụm rớp thì anh em mình trò chuyện với nhau thôi. Thì sẵn đây nói luôn dành cho anh em là muốn tìm hiểu game cũng chưa biết đó là khi mà các bạn nâng độ khó các bạn lên càng cao thì cái mật độ loot rớp của các bạn nó sẽ cao. Và mát cấp của nó là 1000%. Mình cũng không có hiểu được vấn đề này. Mình nghĩ là mình có thể chỉnh được. Mình có thể setting được cái phần loot rớp. Đa số các bạn thấy nè, những cái đồ trong đây nè toàn là accident không à. Rất là kinh khủng. Wow, tôi lượm được medium XP. Ghi double experience trong vòng 600 giây. Có nghĩa là nhận gấp đôi cái kinh nghiệm trong vòng 600 giây khi ăn. Không thể Combiner là cái gì? Nói chung là mình sẽ lên kinh nghiệm rất là nhanh. Ok. Thử coi nha, 600 giây. Ôi, mình có hiệu ứng là double XP nè. Ôi, được chứ. Ôi, tính ra là nó lại hay hơn so với cái việc mà các bạn sẽ nhận được một cái level mà gọi là liền. Nó giúp cho người chơi kiểu như là nó tạo cái hứng thú cho người chơi là mày sẽ được 600 giây nhân đôi kinh nghiệm, cố gắng mà làm gì trong 600 giây đó đi. Hay, tôi đánh giá cái chức năng là hay chứ. Hay nha, hay nha. Và với cái kinh nghiệm của mình thì hồi nãy mình loot cái drop màu xanh dương đúng không? Hay là màu xanh lá. Nếu mà màu xanh dương thì màu xanh lá thì bây giờ mình có một cái drop ở trên đây. Mình để mình thử là mình sẽ tắt cái chế độ gọi là sương mù coi. Nếu mà tắt cái chế độ sương mù thì nó sẽ không thật cho lắm. Ôi giời. Tuổi gì mà đánh anh? Tuổi gì mà đánh anh? Solo với heo luôn. Ôi giời ơi, mấy con này. Wow, lên. Bây giờ lên đam 1.500 là đẹp. Quay 1.700 luôn. Con này sẽ là vận chuyển của mình, shipper của mình trong mùa dịch. Hay nha. Cái con wood mà mình đang mong đợi nè. Hay là mình... Ủa mình lỡ mình đánh nó rồi, không có tem được, mình đi kiếm con wood đi cũng được. Thôi mà con wood thì nó bèo lắm. Con wood nó không bay được. Với lại mình bây giờ mình có thú bay rồi mà, chủ yếu là mình lấy con wood để mình đi kiếm thú bay, để cho đỡ mỗi chân tốn stamina. Còn bây giờ là mình đã có thú bay rồi cho nên là cũng không cần wood. Đáp xuống tí. Hoài hay nha. Cái này là cái gì? Nhận 100% máu trong vòng 30 giây. Có thể sử dụng có thể sử dụng trên cái sinh vật Aswell này là cái gì ta? Aswell. Well. Wow. Ui, nó có tay của bằng đồng nè các bạn, Frozen nè, bằng đồng. Ui. Cái này Accident Iron. À, trong đây cái mod Gaia này hay một chỗ là nó sẽ có những cái vật liệu mà làm từ những cái loại khác nhau, vật phẩm làm từ những cái loại khác nhau, ví dụ như đồng, gan, thép, chì nè. Mình sẽ cho các bạn xem, không biết là mình cho được chưa nữa. Đây là những cái rìu theo như mình thấy được, là mình nhớ thôi nha, là đầu tiên là iron, rồi iron là sắt hay đồng, thép gì đó. Có copper nè, có steel nè, có titanium nữa nè. Ui, nhiều vải bìu, và tất nhiên là cấp càng cao thì chúng ta sẽ lấy được những món đồ kinh khủng, nhiều hơn, nhiều đồ hơn. Vậy đấy, 600 giây, nãy giờ đã qua 400 giây rồi. Chơi mình luôn. Đâu rồi? Lát vậy. Mấy con chó xấu này có vẻ như là nó... đánh cũng đau, đánh cũng đau. Ôi giời. Con này ui da, con này đánh lên turbo nha các bạn. Ôi giời. Bây giờ mình cần phải mạnh lên. Mình kiếm một con ong mạnh đi, sau này mình mới kiếm. Bây giờ mình chỉ chủ yếu là phát triển bản thân thôi, tạo dựng một đế chế. Lấy con này. À quên nữa, các bạn nhìn thấy cái hút, mấy cái hút này là mấy cái giao diện ARK của mình, nó đẹp không? Mình cài mod vô đó, mình cài mod vô đấy, khoái liền, anh em khoái. Bây giờ anh Tùng kiếm được ra cái mod hay thế nhờ. Tùng đúng là pro player mod Việt Nam. Thật ra là mod này có lâu lắm rồi, lâu lắm luôn rồi. À đây rồi. Các bạn nghĩ sao nếu mà mình mình nói mình đi lượm rớp mà bây giờ mình rong ruổi ở đâu vậy trời. Các bạn nghĩ sao nếu mà mình lấy cái này mình đi farm XP nữa thì thầy luôn. Ngon. Cái này là hình con Deathworm đó các bạn. Quên cho các bạn coi, mình bấm nhanh quá. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nè. mình phải cho con này cắn thêm một bình nữa. Này, nó có hiệu ứng 600 giây luôn. Để nó lên cấp cùng với mình luôn, hiểu không? Đó. Ôi, mấy con này mod đánh đừng đánh. Thú thường thì đừng có mong chạm tới mấy con mod. Con này có vẻ trâu nhờ. Lại nhanh nữa. Ai mà đánh cho nổi. Thôi đi. Tốn stamina với nó quá. Ôi, sương mù. Mấy cái map này là khó nhìn lắm các bạn ạ. Bởi vì đó là lý do tại sao mà nó khắc nghiệt đó. Khó nhìn cực kỳ luôn. Alpha Richter Hespawner hả? Ghê vậy. Ok. Có stamina. Đây còn mình lên được 3 level. Mình lên được 4 level. My god. Mình đăng cho mình tất nhiên là quay 300 quay là đẹp. Mình nghĩ 300 quay với mình là đẹp. Sao này còn nhiều điểm lắm các bạn. Yên tâm đi. Chỉ là trước về sau thôi. Trước mà hay là sau thôi. Quay là nhiều lắm. Yên tâm. Nãy giờ không thấy cái rớp nào ta. Để mình nhìn xung quanh coi. Bên kia có một cái rớp màu hồng. Còn bây giờ mình chưa đủ trình để lượm rớp màu hồng đâu. Nhưng mà mình cũng có thể thử. Thử coi. Hướng tới mục tiêu. Ý nghĩa sang đây coi có em nào không. Ồ, con sao bờ tút này hồi nãy nó mình mới giết nó hay sao ta, không nhỉ? Wow, đánh có 95 đam rồi các bạn ạ. Đánh mấy con này đúng mỗi tay luôn á. Chơi. Lao vào đây anh chấp hết. Lao vào đây anh chấp hết. Lao vào đây anh chấp hết. Đánh đi. Dạ ơi, thấy chưa? Cái bà tem mình hơi bị xuyến chưa? Wow, tất nhiên là mình sẽ ăn quay. Shipper mà. Ôi, máu lên, ngon, ngon. Lại hay. Ở cái rớp tím mất luôn rồi. Ở cái nào, cái nào. Ôi, nó vừa đáp xuống. Để mình xem coi mình đủ level vô nha. Hình như cái rớp tím này còn phải 75 cấp thì phải. Tôi có nhớ lộn hay không? Không nên ở lâu. Đầu cưỡi của con rùa. Đầu cưỡi của con cho hai. Đồ cưỡi của con Iguanodon. Cái đầu. Ôi, cái giáp mình hơi trâu nha. Bao nhiêu giáp rồi? 2.400 giáp rồi. Cũng căng đó chứ. Cắn XP tiếp. À, cắn XP tiếp. Cắn cho mình cái nữa đi. Đây. Đánh với con này mỏi tay quá, làm biến đánh lắm. Đi lụm rớp tiếp. Lụm rớp tiếp. Hướng lên trên. Sao mà. Bằng kia có một cái rớp. Bên đây cũng có một cái rớp. Cái rớp này màu xanh. Tiến thẳng với cái rớp màu xanh thôi. Bay là ở dưới gặp con nào mình chơi con nấy. Thì đơn giản vậy thôi. Nói chung là tính tới đây là tập thứ mấy rồi nha. Thứ 5 đúng không? Thứ 4 chứ. Thứ 4. Thì mình cảm thấy là cái mod Gaia này chưa nói về cái những cái con thú có trong mod nha. Thì mình đánh giá một cái mod Gaia này thì nó cũng dễ thương. Đánh giá một cái mod dễ thương thì nó hơi kỳ, nhưng mà thực sự mà nói là khó chơi thì không khó quá, ảo nhưng mà ảo thì cũng lại không ảo quá, nó cứ vừa vừa, nó cứ bình bình, và tùy theo setting của mình. Với lại là để so sánh nó với một cái mod ví dụ như Rim of Fear nổi tiếng thì thực sự nói về cách chơi thì nó, mình nghĩ là không bằng, cái đó là chắc chắn sự thật. Anh em, các bạn có biết tại sao mà mình lại chọn một cái mod gọi là hơi bị bullshit để chơi, trong khi bây giờ cái trend bây giờ của ARK là Rim of Fear và Eternal không? Tại vì mình đã chơi ARK mà kiểu như Rim of Fear nó chán rồi, và Eternal nó càng chán thêm nữa. Và mình cảm thấy là những cái mod đó thì theo như setting mặc định á, thì mình lúc trước mình chơi không có setting, và những cái setting nói thẳng ra chỉ để làm khó người chơi thôi, chứ nó cũng không có phải gọi là bản gốc của một cái mod. Mình thì muốn chơi thuần hơn, không qua xào chẻ cho lắm. Đấy, cho nên là mình thì một khi mình đã chơi cái mod này, Gaia này rồi, mình sẽ chấp nhận là không phải là trend thì sẽ rất là ít người xem. Mình chủ yếu là cùng với anh em tìm hiểu cái mod Gaia này nó sẽ như thế nào, tần tật tuột về mod Gaia, giống như mod Atkinson Core thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Quên hồi nãy mình nhận được cái gì ta? Các bạn thấy không? Copper nè, Magnesium nè, Coca nè, Ron Ingot rồi Ingot nè, có Brass Gold nè, nhìn giống vàng quá ha. Đồ củi của con ếch nè. Ôi rồi Mantis này là bản vẽ nha các bạn. Nhiều đồ phết. Mình mới lên được có level hả? Mình bên đây lên được cũng một level. Ôi giời. À, mình vòng vòng ở đây mình chờ drop thôi. Nó đánh con này thì nó hơi bị vất vả đấy. Con này level nhiêu ta? 100 được. Rồi ok. Efro Gamma 2.2 cây. Đang ở Gamma mặc định. Ui dồi ôi, cái gì mà nó rít lên vậy, giật cả mình. Lao vào hết đây, lao vào hết đây, lao hết vào đây, lao vào hết đây. Các bạn quýnh với con heo này, các bạn quýnh liên tục nha, đừng có cho nó hồi máu nhiều. Quýnh gom là một cục quýnh như nè, nó hết chức năng hồi máu là nó đi à. Sau này mình sẽ thêm một con bay nữa, nhưng mình con đó đam, có thể quýnh được mấy con mod được, mình nghĩ là như vậy thôi. Nó hồi máu ghê không? Hồi nãy mình thấy nó rướm máu, giờ nó hồi ghê à. Ôi trời ơi, nó ra hồi máu rồi. Quýnh nó mỏi tay luôn á. Mình sắp hết nước rồi. Xin nha. Xin. Uầy, lên được 2 cấp. Mình ráng tập này mình sẽ nâng lên mình nâng lên 1000 quay là đẹp. Còn vài cấp nữa thôi. Ok, bro, cái gì nữa đây? Cái gì mà nhiều đồ thế? À, vẫn là những cái bình kinh nghiệm. Con gì quýnh tôi trời. Cùng. Rồi, ok, chắc là mình đi một cái drop nữa thôi là mình có thể kết thúc video tại đây. Hôm nay khá là nhanh, thì chỉ đi rụm drop thôi. Bên kia có một drop xanh dương. Chủ yếu mình thích rớp hồng hơn à. Rớp hồng hình như bên kia nó hơi xa. mình chỉnh gamma 1 là mình thấy được màu. Đấy, má mà đây, từ đây qua bển xa quá. Có nào gần hơn không? Mình qua sa mạc mình farm polymer là thầy luôn á các bạn. Và sẵn mình đi để tập sau đi. Tập sau thì mình rảnh á, mình sẽ ngồi mình lựa cái chỗ nào mà đẹp á, mình bay chỗ nào đẹp đi, mình sẽ bắt đầu quay tập sau luôn. Để bắt đầu chúng ta xây căn cứ đó luôn. Bắt đầu tập sau là chúng ta sẽ đi farm này nọ nọ lọ chai. Đó, quay lại giống hồi trước á, mình farm là hồi đó không hiểu sao nha các bạn. Bây giờ trend nó ngộ lắm. Là cứ một tập là phải tem một cái con gì đó để chụp hình làm thumbnail. Các em nhỏ nó thích. Còn bây giờ là như vậy. Còn hồi đó mình chơi là lúc mà mình chơi ở cái season 5 mình có xem lại là mình cũng hơi buồn cười. Là tập đó mình chỉ nhớ là mình có thể ráp được một cái máy nấu sắt thôi là mình đã làm được một cái clip 20 mấy 30 phút rồi. Còn bây giờ mấy em nhỏ lại cứ đòi là coi 45 phút 1 tiếng. Ôi giời ơi, mình cũng chẳng hiểu nữa. Ai cha, hết máu thì ăn thịt thúi thôi, thịt thường thôi. Không ngại đâu, không ngại mất máu đâu. Đấy, cho nên là bây giờ tập nào là không nhất thiết là chúng ta phải tem thuốc. Tùy theo mất rớp rồi. Cay thế nhờ. Ôi, có một con cái gì xương ở đó kìa. Indominus Rex xương kìa. Ai nhờ, mất cái rớp của tôi. Ui, mấy con boss ở đây. Chỗ này nước nôi nhiều quá mà boss cũng nhiều quá luôn. Tốt nhất là mình nên tránh sao. À, tôi thấy con refin dí là tôi thấy tưởng là tôi mất con bà te rồi đó. Con bà te tôi sắp hết stamina luôn á. Ồ, giật cả mình. Thằng Phát nó nói là lụm mấy cái rớp mà hên xui nó sẽ có mấy cái viên đạn cho chúng ta. Nãy giờ tôi chưa thấy viên đạn nào cả. Nhà tôi ở đây thì nó hơi bị lộ thiên ha, ở trên đi xuống cũng được mà hai bên thì nó lại đi xuống cũng được. Căng là căng chỗ đấy đấy. Bay lên coi cái rớp cuối cùng ở đâu. Trước mặt chúng ta có một cái rớp màu trắng rồi. Nốt cái rớp này là chúng ta ốp được rồi. Để xem coi nha, có gì hot hay không. Xoắn đại đi. Xoắn đi. Có một con Ankylo bên đây. Ôi, có viên đạn nè. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Ôi, có cung, có bù la nữa, ngon. Ôi, lần này tam thú của mod được rồi các bạn ơi. Tập sau là chúng ta khỏe rồi đó. Nhưng mà chưa. Tập sau là chỉ hứng lên thì tam thôi. Còn nếu không thì chúng ta vẫn theo quy củ. Đó là đi xây nhà, đi làm căn cứ. Với lại là bây giờ mình phải hoàn thành 1000 quay nè. Không là giết con này nó sẽ lên. Chưa đủ. Còn bao nhiêu quay nữa? Quýnh mấy con đó bị phản đam đó các bạn. Phát nó thôi nha chứ tôi chưa biết. Nói chung là quýnh mấy con đó chưa đủ trình. Quýnh con Enford này còn càng chưa đủ trình hơn nữa. Mình nghĩ là mình sẽ nâng cho mình tốc độ chạy. Rồi cho mình cắn một cái lọ này nữa thôi. Bây giờ là bao nhiêu level rồi? Wow. 1000 quay của mình nhìn thấy có vẻ như xa xăm quá ta. Con này, ôi, con này giết con này lên nè. Con này giết được. Đấy, lên liền. Lên hương liền. Má, bởi vì anh em nói giết mấy con này, giết mấy con đó mấy đi farm level nó cực lắm, chứ phải là quýnh cái là 200 mấy chục ngàn đâu, quýnh cái là lên mát cấp đâu, quýnh cái mà lên mấy trăm cấp đâu, để game gốc luôn đó các bạn, chứ không phải là để thường thường đâu. Không phải là game gốc nhưng mà đã nép là rất là nhiều ở season trước luôn rồi, nép rất là nhiều rồi. Một cấp nữa thôi, cố lên. Ui da, ui da, cố lên, come on, come on. Ui da, lắc à, mình thấy lắc rồi đó, mình thấy lắc rồi các bạn, thấy lắc chưa? Quýnh mấy con khó khó này, hên xui nó lên level cao sao? Má, có con Enford này sợ thế. Là quýnh trúng nó là đi đó, quýnh trúng nó là đi á. Thôi, không chơi. Khó quá thì cho qua. Thôi, tôi cũng lười quá. Ôi, có bão cát nữa kìa. Mình sẽ cho các bạn thấy bão cát nó như thế nào ha. Kìa kìa, bão cát bên kia kìa. Wow, ôi, có một cái rớp, ngon. Được. Mong là lớp tới đó kịp. Ôi, tôi có một cái cúp xịn luôn. Ôi kìa, cái gì vậy? Hú hồn. Ôi, quá xịn, quá nhiều đồ. Rồi, ok. Thì cảm ơn các bạn hôm nay đã xem video này nha. Và đừng quên để lại một like và subscribe. Nếu mà muốn liên hệ với mình thì các bạn cứ bấm vào 5 cái đường link phía bên dưới thì chắc chắn là sẽ liên hệ được với mình. Đấy. Và nếu mà có ý kiến gì đóng góp về cho mình thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha. Ok, bye bye.